viết cho đứa con trai của mình, con trai yêu của bố, ngày con còn nhỏ muốn đút cơm cho con ăn, bố và mẹ đã giết con chạy quanh nhà hàng chục vòng. Vậy mà bây giờ bố già rồi, bố lóng cống, bố ăn một vài hạt cơm mà đổ trên sàn con lại hét lên với bố. Bố buồn và bố tổn thương lắm. Con trai yêu của bố, ngày con còn nhỏ muốn mặc đồ cho con đó, thì con biết rằng khó lắm, phải dụ con nhiều cách bố với mẹ mặc đồ cho con. Bây giờ bố già, bố lóng cống, mặc đồ cho bố khó, con lại chửi bố. Bố tổn thương lắm. Con trai yêu của bố, ngày con còn nhỏ đó, mỗi đêm bố phải kể chuyện cho con nghe đến khi con chìm vào giấc ngủ. Câu chuyện đó kể hàng năm như vậy con vẫn say mê. Giờ đây mỗi lần bố hỏi lại, con hét lên: tai ông điếc à? Đúng là tai bố đã điếc. Nhưng mà bởi vì con trai biết sao không, tại sao bố sống trên cuộc đời này? Bởi vì bố yêu con, bố thương con. Mỗi buổi sáng thức dậy thấy con, được cầm tay con, bố hạnh phúc trên cuộc đời. Dù bố có làm chuyện gì tất đất nhất trên cuộc đời này đi chăng nữa, là chuyện đó cũng vì con. Khi con có con sẽ hiểu tại sao bố yêu con như vậy. Bố buồn vì những hành vi của con lắm, con trai yêu của bố. Vậy đó, trong cuộc đời của con người, nhiều khi mình cảm thấy mình không có lỗi. Chơi với bạn bè, bạn làm sai với mình một chút á, mình líu yếu: ê, thôi đừng giận tao nha. Thậm chí là bạn làm cho mình hành vi như vậy, mình cũng xin lỗi bạn liu đít vì sợ bạn giận. Nhưng mà nhiều khi mình trở về nhà, mình sai với bố mẹ mười mươi, trở về nhà như vậy, nhưng mình không bao giờ mở ra một lời xin lỗi với bố. Lời xin lỗi đơn giản như vậy, nhưng mà tin của Việt Nam gần như quên bẵng nó đi. Mà đáng lẽ về nhà gặp bố mẹ thì mình phải xin lỗi cơ, lại không xin lỗi. Bởi vì các con biết, các con là cái rốn của vũ trụ, là tất cả tình thương của ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, và đặc biệt là bố mẹ của các con. Xin các con ra, dù giàu có hay nghèo khó, các con cũng đều được thương yêu nhất trên cuộc đời. Chính vì toàn bộ tình thương đó, càng ngày các con trở nên ích kỷ, và từ ích kỷ các con chuyển qua ngang bướng và nổi loạn, bắt đầu muốn làm những cái chuyện trái cả với bố mẹ. Có đứa trẻ nó còn kịp nói lời xin lỗi với bố nó, nhưng có đứa trẻ nó không kịp nói lời xin lỗi. Thằng bé sinh ra một miền quê miền Trung nghèo lắm các con, rồi cuối cùng là may mắn nó được đậu vào đại học ở Sài Gòn. Và nó có vợ tại Sài Gòn, nhưng mà mẹ nó lại có tật cho nên không thăm được nó. Rồi bố nó thì già quá, không được vô dự đám cưới nó. Ngày nó gửi thư trở về: con sẽ trở về thăm bố mẹ. Trời ơi, bao nhiêu năm nhớ con mà bây giờ nghe nó về với con dâu mừng rỡ. Cả một tháng đó gần như không ngủ, cứ 2-3 giờ sáng hai vợ chồng thức dậy và cứ nói về con. Ngày cậu con trai Vũ Văn trở về, người mẹ đi cà nhắc từng bước như vậy để ra đầu làng đón. Thấy con trai từ xa, bà mẹ chạy đến ôm chầm đứa con, không kịp nói một lời mà cứ òa lên khóc, khóc nức nở, khóc nức nở như vậy. Rồi khi về nhà, tới buổi trưa hai vợ chồng khi nói chuyện cũng chỉ nói về Vũ Văn. Cô con dâu bội bội ngồi bên cạnh có vẻ không hài lòng lắm. Cho đến khi cô con dâu tặng quà cho mẹ, mẹ cười lý nhí trong miệng. Buổi tối cô con dâu bội bội mới nói với Vũ Văn: hình như mẹ của anh không thích em thì phải. Vũ Văn hỏi: sao vậy? Trời ơi, từ sáng tới giờ toàn nói về anh không à, có nói gì với em đâu, thậm chí em tặng quà mà cũng không cảm ơn nữa. Vũ Văn nghe có lý, vội mở cửa chạy ra. Bố mẹ đang uống nước chè. Vũ Văn nói: bố, mẹ, người thành phố người ta cảm ơn là bình thường, bồi bồi tặng quà mà sao bố mẹ không cảm ơn, làm cho cô ta buồn. Hai người uống nước chè đang vui vẻ, nghe xong nhìn sững Vũ Văn, hai chén nước chè rớt xuống bàn. Cả hai buông thõng tay xuống. Vũ Văn thấy có vẻ khó xử chạy vào. Sáng sớm hôm sau, mới 6 giờ thôi, vừa mở cửa phòng ra, người mẹ đã đứng đó, đôi mắt của bà đỏ hoe, chứng tỏ đêm hôm qua bà không ngủ. Bà nói: Vũ Văn bội bội, mẹ, mẹ cảm ơn hai con. Rồi bà òa lên khóc, bà chạy đi. Vũ Văn thấy có vẻ khó xử, vội đi xuống dưới bếp, thấy bố đang chẻ củi rầm 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 như vậy. Vũ Văn nói: bố, người thành phố người ta cảm ơn là chuyện bình thường, bố mẹ làm cho vẻ khó xử quá, thôi con trở về thành phố đây. Lúc bây giờ ông bố chẻ củi cây rầm xuống một cái: Vũ Văn, tôi muốn nói cho anh biết nha, xin anh ra 3 ngày tuổi. Nước lụt của miền Trung tới nóc nhà như vậy. Mà trời ơi, đêm đó anh sốt cao ơi là cao. Tôi nói: bà ơi, chắc là để ngày mai đưa đến trạm xá nghe bà. Mẹ anh nhất quyết không chịu. Mẹ nói không, tôi phải lội nước đi ngay trong đêm, nhà không có xuồng. Mẹ anh phải lội nước bồng anh đi trong đêm tới trạm xá. Và anh biết rằng
anh bây giờ khỏe mạnh, anh học giỏi, anh có trình độ. Còn tôi và mẹ anh là người nhà quê nên không biết cảm ơn. Tôi xin lỗi anh nghe Vũ Văn. Vũ Văn nghe xong quỳ xuống và nói: Thưa bố, con xin lỗi bố, con xin lỗi bố. Nhiều người may mà còn bố còn mẹ để nói nên lời xin lỗi. Các con biết trong tất cả các tội bất hiếu là tội ghê gớm lắm, nhưng mà có nhiều người cũng không kịp nhìn bố để nói lên một lời xin lỗi với bố nữa. Bởi vì lúc bây giờ quá muộn rồi, bởi vì ích kỷ, bởi vì ngang bướng, và đặc biệt là sự nổi loạn của mình đã làm cho mình trở nên quá muộn các con, quá muộn. Thằng bé này ngoan lắm, nó thương yêu bố nó lắm, bởi vì bố nó cũng chiều chuộng nó lắm. Nó vừa thông minh, vừa học giỏi, và chính vì vậy gần như xin gì bố nó cũng cho hết trơn á. Rồi khi nó vào đại học nó nói: Thưa bố, ngày con tốt nghiệp đại học bố hãy tặng cho con một chiếc xe hơi mui trần nghe bố. Nhà nó giàu có cho nên đối với chiếc xe hơi đối bố nó là chuyện bình thường. Bố nó nhận lời. Và cuối cùng là ngày nó tốt nghiệp, người ta làm hội trường ở ngoài, không làm trong hội trường mà người ta làm ngoài trời á. Và cuối cùng nó ngồi, thầy xin lỗi, nó ngồi xoay lưng như vậy để nhìn lại đằng sau coi thử bố nó tới hay không. Chờ hoài không thấy bố tới, cho đến khi sướng tên nó bước lên bục để nhận giấy chứng nhận. Nó bước lên thì thấy bố nó chạy đằng xa tới, mà không phải là chiếc xe hơi mui trần, mà là chiếc xe hơi cũ kỹ của bố nó, và trên tay hình như bố nó cầm cuốn sách. Cho đến khi bố nó chạy đến và sướng tên bố nó tặng quà, bố nó vừa đưa, nó cầm nó giật phắt cuốn sách như vậy. Bố nó chết sững trước hàng ngàn người như vậy, không tưởng tượng được đứa con trai của mình hành xử như vậy. Về nhà, nó mở cửa phòng ra, nó thảy cuốn sách xuống, đóng cửa phòng cái rầm, vừa quay lưng lại thấy mẹ của nó: Mẹ, con muốn tự lập, con không muốn sống trong ngôi nhà này nữa. Mẹ nói: Không, con phải ở lại 1-2 năm nữa cho cứng cáp. Dạ không, con có thể tự lập, con đã tốt nghiệp đại học rồi, mẹ yên tâm. Từ một nhân viên, nó trở thành phó phòng, trưởng phòng, rồi giám đốc điều hành. Mẹ nó nhiều lần gọi điện thoại cho nó: Con về đi. Nó không về. Một buổi chiều mẹ nó nói: Con trai, con về đi. Con đã nói mẹ nhiều lần con không về. Bà hét lên trong điện thoại: Nhưng lần này con phải về, vì bố con đã qua đời rồi. Bà òa lên khóc trong điện thoại như vậy. Và tự nhiên người nó bắt đầu nổi da gà lên. Nó không tưởng tượng được cái tin như vậy. Nhưng giận dữ của năm xưa nó bắt đầu trở lại bình thường. Nó kêu cô thư ký vô, bàn giao công việc xong lái xe về. Vì quãng đường quá xa, nó về tới nơi là mọi người bắt đầu đi đưa tang bố nó. Nhiều người khóc lắm, bởi vì bố nó lương thiện, thánh thiện lắm. Khi đưa tang bố xong bước về nhà, mới bước vào trong nhà, ký ức ngày còn nhỏ trỗi dậy như một cuốn phim vậy. Ngày bố nó cõng nó trên lưng, ngày bố nó đút nó ăn, ngày bố vui chơi với nó, ngày bố đưa đi công viên, ngày bố cho quà. Và nó nhớ nhất là ngày nó giục cuốn sách. Nó cảm thấy nó bắt đầu có chuyện gì khó chịu. Nó mở cửa phòng ra, trời ơi, cuốn sách vẫn đặt đó, cả căn phòng vẫn sạch, chứng tỏ mẹ nó vẫn dọn dẹp một cách thường xuyên. Nó run rẩy cúi xuống cầm cuốn sách lên. Tựa của cuốn sách là Dạy con làm người. Nó không tin vào mắt của nó. Nó lật từng trang sách. Ở giữa cuốn sách đó các con, là tặng con trai một tấm séc 200.000 đô, tương ứng với chiếc xe hơi mui trần. Nhưng trước khi lái chiếc xe hơi, con hãy đọc hết cuốn sách này nghe con. Bên dưới là lá thư nguệch ngoạc của bố nó: Con trai yêu của bố, hôm nay là ngày tồi tệ của bố. Vừa bước vào cơ quan lại có một cuộc họp đột xuất mà bố không phải là người chủ trì. Ngồi họp đây mà lòng bố như thiêu đốt. Bố mong đến lập tức để chúc mừng con. Bố tin bố sẽ đến kịp lúc để chúc mừng con. Trời ơi, con trai yêu bố hạnh phúc lắm. Bố yêu con nhiều lắm. Nó đã khóc, nó run rẩy trên quyển sách như vậy. Nó bước từng bước đi đến ngay di ảnh của bố nó trên bàn thờ, đặt cuốn sách lên, và nó chỉ kịp nói: Bố, con xin lỗi bố. Bao nhiêu người ở đây tới một ngày sẽ không kịp nói một lời xin lỗi bố của mình. Bao nhiêu người ở đây, người ta nói giá như ông bố khi tặng quà nói rằng: Con trai, có món quà của bố tặng con bên trong cuốn sách, để thằng bé nó không hối hận. Có người nói thằng bé phải dở cuốn sách ra để biết rằng có món quà bên trong.
không có chuyện giá như, bởi vì thời gian trôi qua không bao giờ lấy lại được, bởi vì cơ hội mất đi không bao giờ lấy lại được, và những quả bóng thủy tinh là tình cảm gia đình đã vỡ rồi thì không bao giờ hàn gắn được, không có giá như, bởi vì thằng bé này quá ích kỷ, bởi vì từ còn nhỏ xin gì cũng có, được cho tất cả mọi thứ, bây giờ nó nghĩ nó phải được cơ, nó không được là nó giận dữ, nó là ngang bướng, nó rối loạn, nó chống đối lại bố của nó. Bao nhiêu người ở đây, sau chương trình báo cáo của thầy ngày hôm nay, một ngày quay trở về ôm bố và nói, con xin lỗi bố, con xin lỗi bố, vì những gì bố làm cho con là cao thượng mà con chưa hiểu được. Bao nhiêu người ở đây hôm nay sẽ tự vấn lại mình, những lời cãi bố, những lời giận dữ vô cớ, bởi vì sự ngang bướng của mình, bố nói A mình làm B, bố nói C mình làm D. Có phải chăng hành trình của mình đã bị lỗi hệ thống chuyện gì hay không? Và nhất là những người mà bố không còn trên cuộc đời ngày hôm nay nữa, thì có ngày nào đó mà đứng trước mộ của bố để nói rằng, bố ơi, con xin lỗi bố. Các con có biết, nhân quả trong đời thường, thầy thì không nói về Phật, nhưng thầy nói rất đời thường, nhân quả trong đời thường nó hiện diện lắm. Ông nội sống với hai vợ chồng và đứa cháu, cô con dâu thì hay là cạnh tranh với ông nội, bực mình với ông nội nhiều chuyện, và nhiều lần bỏ đói ông nội. Đứa cháu nội thì thương ông nội, cứ lén mẹ cho ăn như vậy. Và một hôm xung đột dữ lắm, thì lúc bấy giờ cô con dâu nói, hoặc là bố anh ở trong ngôi nhà này, hoặc là tôi ở trong ngôi nhà này. Hai vợ chồng bàn hoài, đứa con nghe được là quyết định ngày hôm sau mua cái sọt để bỏ ông nội vào bìa rừng. Chiều tối 6 giờ trời bắt đầu chạng vạng, hai vợ chồng bắt đầu bỏ ông nội vào cái sọt. Đứa cháu mới hỏi, bố mẹ đem ông nội đi đâu vậy? Thì đem ông nội đi xa lắm, con không cần biết. Đứa cháu mới nói, thưa bố, thưa mẹ, con muốn đi thăm ông nội con phải biết cơ. Hai vợ chồng nói, khi nào đi thăm thì bố sẽ dẫn con đi. Đứa con lúc bây giờ mới hét lên, này bố ơi, con nhờ bố một chuyện nha. Chuyện gì hả con? Sau khi đem ông nội vào bìa rừng xong, bố hãy đem cái sọt về cho con. Hai vợ chồng ngạc nhiên, vậy đem cái sọt về cho con làm gì? Để 20 năm nữa, khi mà con lớn lên bố mẹ già rồi, con không phải mua cái sọt khác để con bỏ bố mẹ vào trong bìa rừng. Nhân quả, các con đối xử với bố mẹ mình như thế nào thì con của các con sẽ đối xử với mình y chang như vậy. Bởi vì trong hành trình nghiên cứu của thầy về tâm lý đó, trẻ con là bản sao, cho nên hành xử ngày hôm nay sẽ được ngày mai sau. Hôm nay thầy muốn nói về ông bố như vậy để mọi người phải cảm thấy rằng mình cần phải điều chỉnh ngay nếu như mình đang nghĩ sai về bố. Bố vĩ đại lắm. Năm con 4 tuổi, bố của con vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Năm con 8 tuổi, trời ơi, bố của con chuyện gì cũng biết. Năm 12 tuổi, hình như bố không biết một chút về chuyện này thì phải. 12 tuổi, năm 15 tuổi, bố tôi ấy à, ông ấy cổ hủ mất rồi. 18 tuổi, tôi không muốn trao đổi với bố tôi nữa đâu. 25 tuổi, tôi muốn sống tự do đây. Nhưng bắt đầu năm 35 tuổi, trời ơi, hình như bố tôi biết một chút về chuyện này thì phải. Năm 40 tuổi, tôi phải nên hỏi ý kiến bố tôi, làm chuyện này mình sẽ làm như thế nào. Năm 60 tuổi, bố tôi biết tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này. Năm 65 tuổi, trời ơi, giờ đây tôi nhớ bố tôi nhiều lắm. Vậy đó, cái độ tuổi từ 12 cho đến 18 tuổi là độ tuổi ích kỷ, ngang bướng và nổi loạn. Nếu may mắn các con được huấn luyện chẳng hạn, thì các con sẽ rút ngắn được thời gian đó rất nhiều. Bởi vì rằng là điều đó chỉ làm cho cuộc sống mình trở nên đau khổ, mình làm tổn thương chính mình và tổn thương bố mẹ của mình thôi. Đó là nói về bố. Còn nói về người mẹ chắc là vĩ đại hơn rất nhiều, phải không các con ạ? Và nhiều người ở đây, thầy tin cũng đã từng bị giống như cô bé này. Mới ngày lớp 12 tuổi, 11, 12 tuổi ngoan lắm. Bắt đầu 13, 14 tuổi mẹ bắt đầu lo lắng, con gái sao con đi sinh nhật nhiều vậy, con phải ở nhà lo học. Trời ơi, con gái con lứa gì mà chẳng dọn dẹp đồ đạc gì hết trơn. Trời ơi, con trai của mẹ, đại khái những câu nói như vậy. Cô bé này cũng tương tự, bắt đầu 14 tuổi đi sinh nhật nhiều lắm, bắt đầu vô thi học kỳ 2. Người mẹ nói, con bây giờ hôm nay không sinh nhật sinh nhật gì nữa. Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật của bạn thân con, hãy cho con đi một lần nữa đi mẹ. Người mẹ suy nghĩ, lần cuối cùng nghe con, dạ. Mấy giờ con về? Dạ 8 giờ thưa mẹ, đúng 8 giờ nha. Chờ hoài 8 giờ, bố mẹ cứ đi ra đi vô, chờ không thấy nó về. Gọi điện thoại, về rồi mà thưa cô, gọi điện thoại, về rồi mà. Và cứ lần lượt như vậy. Người mẹ lo lắng,
9 giờ, trời ơi tức giận, giờ nó ở đâu, nhưng mà điều sợ nhất là xe cộ, có tai nạn gì không? Lại gọi một vòng nữa, dạ về lâu lắm rồi thưa cô, mà sao cháu bạn chưa về hả cô? Người mẹ trở nên lo lắng hơn. Tới 10 giờ, cô bé bắt đầu bước về nhà, mặt mày vui vẻ lắm. Lúc bây giờ mẹ hỏi, giờ sao cô mới về? Mẹ lủng lớp xe mà mẹ, lại nói dối nữa rồi. Trời ơi cô học nói dối của ai vậy? Lúc bây giờ cô bé nói cô không nói dối, mẹ không tin con thì thôi. Cãi với mẹ hả? Con càng ngày càng hư lắm, mẹ đánh con à, mẹ đánh con đi. Tát một cái bốp, cô bé lại òa lên khóc. Mẹ đánh con bỏ nhà đi đây, đi đi. Và cô bước lui từng bước cứ đi như vậy mà khóc. Và cứ đi, bụng thì đói. Cho đến khi gặp một xe hủ tiếu mì gõ, mùi bốc ra thơm phương phức, cô nước miếng ực ực ực. Nhưng mà bà chủ quán bà thấy tội nghiệp quá, bà kêu lại. Bà múc lên một tô mì cho con ăn đi. Mới múc một muỗng mì đầu tiên lại khóc rưng rức, trời ơi khóc ghê là khóc. Cái bà chủ quán bà hỏi sao con khóc vậy, cô là người dân nước lạ mà cô còn cho con tô mì, mẹ con ác độc lắm, đuổi con đi khỏi nhà trong đêm như vậy. Bà này mới hỏi lại ngọn ngành, bà nói trời ơi đúng là ta người dân nước lạ, ta mới cho cô một tô mì mà con cảm ơn ta rối riết, mẹ con nuôi con 13-14 năm nay mà con làm sai 10 rồi, con bỏ nhà đi như vậy là sai nữa rồi, vậy mà con nói mẹ con không thương con, về đi mẹ con đang chờ con đó. Cô ấy bỏ ngay tô mì đứng dậy chạy về. Tới nhà 1 giờ sáng, đèn vẫn sáng trưng, tưởng đâu bố mẹ đi ngủ, vừa bước vào mẹ chạy ra ôm chầm lấy con gái, mẹ khóc và nói mẹ xin lỗi con. Và cô òa lên khóc và nói mẹ ơi con có lỗi, con phải là người xin lỗi mẹ. Những cô gái và chàng trai đi tu mùa hè ở đây vậy đó, bởi vì cái ngang bướng đó các con, làm cho các con cảm thấy rằng mình xa mẹ và nghĩ rằng là mẹ phải vì mình. Và các con bị nhiều căn bệnh lắm. Căn bệnh đầu tiên là bệnh đua đòi. Nhà mình khá giả, và bắt đầu mình thấy bạn mình bắt đầu có cái áo, mình cũng mua cái áo đẹp. Rồi nhà mình khá giả, bạn chiếc xe cũng phải mua chiếc xe. Nhưng mà cũng có nhiều người nhà nghèo khó, bạn có cái áo đẹp, mình cũng năn nỉ mẹ mua, người mẹ bấm bụng để mua cái áo cho con, mà phải đi vay cơ. Rồi mẹ đi bán hủ tiếu gõ, mình lại mất cỡ, mình không dám nói với bạn bè mình. Cuộc đời có gì mà xấu hổ mà mất cỡ những chuyện đó. Nhưng mà vì căn bệnh đua đòi làm cho nhiều người bắt đầu xa mẹ, nói dối cả những chuyện về lịch sử của chính mình. Bởi vì rằng là mẹ mình phải là vậy cơ, mình phải có người mẹ như vậy, phải có người bố như vậy. Vậy đó các con. Rồi các con bị một căn bệnh nữa là sợ yêu. Sợ yêu tại sao? Bởi vì rằng là ngày còn nhỏ bố mẹ hay ôm hôn các con, nhưng mà lớn lên rồi các con mất cỡ. Và nhất là những người mẹ mà không được lành lặn lắm, những người mẹ có tật, thì mình cảm giác rằng là trời ơi mẹ làm cho con trở nên xấu hổ hơn, tội lỗi lắm. Đó là một sự tội lỗi. Thằng bé nó được dạy bài bản, gia đình nó cũng khá giả các con. Rồi các con biết rằng là, nhưng mà nhà nó bị tai họa, và cuối cùng nó phải rất vất vả. Nó ở chung cư lầu 3. Tự nhiên có hai mẹ con 60 tuổi và 40 tuổi tới ở chung cư lầu 2 tầng ngay bên dưới. Đêm đầu tiên nghe giật cửa rầm 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 như vậy, hai mẹ con giật mình chỉ là tưởng đâu động đất, nhưng rồi không phải. Đêm thứ hai cũng nghe rầm 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 nữa, người con gái nói mẹ để con chạy lên mắng cái người hàng xóm này không biết điều gì hết trơn á, làm cho mình không ngủ được. Người mẹ cầm tay người con gái, thôi con hãy đi hỏi ông hàng xóm có chuyện gì không, mình mới chuyển tới đây mà, con hãy đi hỏi ông hàng xóm nghe con. Rồi cô này ngày hôm sau hỏi ông hàng xóm, ông nói tội nghiệp cái nhà đó, bố nó khá giả lái xe mà mới bị qua đời cách đây 2 năm bị tai nạn, mẹ nó hình như bị bệnh gì đó mà nằm tại chỗ rồi, thôi nó túng quẫn đó, cô hãy tha thứ cho nó đi. Cô này đem ông đó về, vừa ngủ tới 12 giờ nghe rầm rầm rầm, tức quá mở cửa chạy lên. Thằng bé thấy người hàng xóm đang tức giận như vậy, nó co người trở lại lý nhí, thưa cô, con xin lỗi cô. Trời ơi, hàng xóm láng giềng mà như vậy là không được, đừng có xin lỗi gì hết trơn á, cô không nên làm như vậy. Dạ, con rút kinh nghiệm thưa cô. Mới qua ngày hôm sau, 12 giờ lại nghe râm 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 nữa, cô lại thức chạy, định chạy lên mắng nghe một trận nữa. Người mẹ mới cầm tay lại và nói đi, con người mà cần phải có thời gian để thay đổi, con đừng mắng nó nữa, để cho nó có thời gian để thay đổi nghe con. Cô này sáng hôm sau đi công tác, 7 ngày sau quay trở về. Đêm hôm đó không nghe tiếng rầm rầm, cô nói trời ơi, mẹ đúng là giỏi thiệt, cái gì mẹ cũng biết. Người mẹ bắt đầu tự nhiên khóc, không phải cái gì mẹ cũng biết đâu,
tội nghiệp thằng bé lắm. Con hãy chạy lên thắp cho mẹ nó một nén nhang đi. Mẹ nó qua đời cách đây 5-6 ngày rồi con. Cô này lững thững bước lên, tự nhiên trong lòng thấy buồn buồn. Khi thắp nhang xong, thằng bé đứng co ro bên bàn thờ mẹ nó. Nó cúi xuống, nó lạy cô này 3 cái. Thưa cô, con biết cô giận con lắm. Cô biết nhà con á, bố con bị tai nạn, mẹ con bị tai biến mạch máu não, nằm tại chỗ như vậy. Tay chân mẹ con không cử động, chỉ có tai nghe thôi. Con đi học buổi sáng, buổi chiều về con đi bán hủ tiếu gõ từ 2 giờ cho tới 12 giờ đêm. Con dặn mẹ con phải ngủ đi, nhưng mẹ con không chịu. Chỉ khi nào con trở về bình an mẹ con mới chịu ngủ. Nhưng mà cô ơi, con bán hủ tiếu mà con hô cả đêm như vậy nên con khản cả giọng, con không thể nói được. Mẹ ơi, con đã trở về bình an. Mà con phải giật cửa rầm 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 để mẹ con biết con đã trở về bình an, để mẹ con ngủ. Cho nên con làm phiền cô, nhưng từ đây về sau cô sẽ không nghe tiếng giật rầm rầm nữa. Con xin lỗi cô nhiều lắm. Vậy đó, nó biết nó lầm lỗi với người khác, nhưng vì mẹ của nó sẵn sàng các con. Nó biết nó làm cho người hàng xóm giận dữ, nhưng vì mẹ của nó phải có giấc ngủ yên. Nhưng có nhiều đứa trẻ nó thờ ơ lắm, trái tim của nó vô cảm lắm, trái tim của nó chỉ có đá thôi. Thậm chí mẹ nó nghèo lắm mà nó cũng không giúp cho mẹ nó nữa. Thậm chí mẹ nó bị bệnh mà quét cái nhà nó cũng không làm. Thậm chí nó ích kỷ đến nỗi mà nó từng hét lên bà chết đi, bà đừng sống trong cuộc đời này làm gì nữa. Có một đứa bé, nhà nó cũng nghèo, nhưng nó học giỏi lắm. Nó học giỏi đến nỗi mà bức vách loang lỗ của nhà nó có nhiều giấy khen đắp lên trên đó. Người ta nói phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Một hôm một cơn bão trôi qua, cái vách sập xuống và bố của nó đó các con nằm tại chỗ đã mất trong đêm đó. Hai mẹ con khệ nệ bưng bố nó lên cái gò thật cao, rồi chôn bố nó ở chỗ đó, đặt một cục đá. Rồi nó học càng ngày càng giỏi. 2 năm sau nó đi về, nó vừa đi vừa khóc. Mẹ nó hoảng sợ: trời ơi, con trai của mẹ sao vậy, ai ăn hiếp con à? Dạ không thưa mẹ. Mẹ ơi, giấy báo vào trường huyện thưa mẹ. Mẹ nó mừng rỡ vậy vui vùng chứ con, cả trường huyện này, cả làng này chỉ có mình con đậu trường huyện như vậy là tốt rồi. Không mẹ, mỗi tháng phải đóng 30kg gạo và 100.000. Trời ơi, mẹ bị phong thấp nặng, chân tay có tật như vậy, làm sao mà lấy ra tiền đóng được, mẹ làm ruộng đóng có được. Con đã suy nghĩ rồi, con sẽ ở nhà để làm ruộng với mẹ, con không đi học nữa. Mẹ nó chừng người một cái, rồi nghiêm mặt trở lại, mẹ nói: không, con phải đi học đi. Dạ không, con nói với mẹ là con không đi học nữa. Mẹ hét lên: phải đi. Mẹ nó đẩy nó ra, tát nó một cái: đừng cãi lời mẹ. Nó khóc không phải vì mẹ nó tát, mà vì nó thương mẹ của nó. Trời ơi, các con cứ tưởng tượng một người bị phong thấp nặng như vậy, chân tay có tật như vậy, làm sao mà làm ruộng được. Nó cứ trăn trở về chuyện đó. Nhưng rồi tháng thứ nhất mẹ nó cũng khệ nệ mang 30kg gạo tới. Ông nhà bếp khi nhìn thấy mẹ của nó, ông nhìn bà để xuống, bà cười: thưa ông gửi gạo cho con tôi. Ông mở bao gạo ra, bốc lên một cái, ông hét lên: này, gạo nhà bà có cỏ và lúa, làm sao mà nấu được, lần sau bà đem như vậy là đem về, nhớ chưa? Bà nói: dạ, bà lý nhí, thưa ông, tôi biết. Bà lần trong quần đó nhiều lớp, bà lấy ra toàn bộ tiền 500 đồng, tiền 200 và tiền 1.000, mà nhầu lắm. Ông nhà bếp cười và treo: trời ơi, tiền này bà ăn xin ở đâu thì phải à? Bà như muốn ào nước mắt ra, nhưng bà kịp nén trở lại. Bà lý nhí: dạ, thưa ông hãy chuyển tiền giùm cho con tôi. Tháng thứ hai, bà khệ nệ mang 30kg gạo tới. Ông nhà bếp nhìn thấy bà, ông trừng trừng. Bà đặt bao gạo, ông mở ra, vốc lên một cái, ông hét lên: đem về, cút, đem về. Tôi đã nói bà rồi, gạo lần trước có cỏ và lúa, lần này hàng trăm loại gạo như vậy, nấu cơm nó sượng, bà hiểu không? Ai mà đem gạo như vậy được? Nhà bà hàng trăm hectare, sao toàn hàng trăm loại gạo như vậy?
Bà Lý Nhí: dạ, thưa ông, tôi xin ông lần này, ông nhận giùm cho tôi đi. Ông đâm mặt lại: tôi nói lần cuối cùng, tôi không bao giờ nhận nữa, bà nhớ chưa? Dạ, xin ông. Rồi bà lấy 100.000 toàn bộ tiền lẻ như lần trước đưa cho ông lão nhà bếp. Tháng thứ ba, bà khệ nệ mưng 30kg gạo mà có vẻ còng xuống. Cho đến khi gặp ông nhà bếp từ phía xa, bà nở một nụ cười còn tội nghiệp hơn là khóc nữa. Cho đến khi đặt bao gạo xuống, ông nhà bếp vừa mở ra vóc lên một cái, bà đã quỳ xuống như biết mọi chuyện. Ông nói: cút, đem về, tôi đã nói bà 2 lần, lần này tôi không thể nhận lòi gạo như vậy. Như biết trước sự tình, bà nói: thưa ông. Rồi bà òa lên khóc: tôi bị phong thấp nặng, tôi không làm ruộng được, ông có hiểu không? Mà con tôi nó ham học lắm, tôi không để lỡ mất tiền đồ của nó. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy từ 2 giờ sáng, rời ngôi làng của tôi cách 10 km, tôi đi ăn xin, mỗi nhà cho tôi một nắm gạo. Cho nên gạo của tôi, tại sao có hàng trăm loại gạo thưa ông? Mỗi người cho tôi 200, 500 đồng, 1.000 đồng. Cho nên tại sao có toàn bộ tiền lẻ không thưa ông? Tôi van xin ông hãy nhận giùm cho tôi. Ông nhà bếp nghe xong: trời ơi bà lão, sao bà không nói trước? Bà nói trước để chúng tôi miễn tiền cho con bà. Bà càng lạy hơn nữa: trời ơi, ông đừng nói với con tôi, con tôi nó tự ái, nó nghỉ học nha. Đừng, tôi van xin ông. Bà càng hoảng sợ hơn nữa: con tôi nó tự ái, tôi van xin ông. Ông nhà bếp như muốn khóc. Bà lão quỳ xuống như vậy, ông đỡ lên: bà lão, bà vĩ đại quá, bà vĩ đại quá, tôi xin lỗi bà. Rồi thầy hiệu trưởng cũng biết được, ngày mà thầy phát bằng á, thầy không làm như mọi năm, thầy đánh 3 hồi trống thật to bùm bùm. Thầy đứng trên bục giảng, thầy kể lại người mẹ vĩ đại đi ăn xin để nuôi con ăn học. Cả trường khóc. Cho đến khi giới thiệu tên của bà lão lên, thằng bé đứng dậy, nó không còn mắc cỡ gì nữa, nó chạy đến quỳ xuống chân mẹ của nó và nói: con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhiều người ngồi ở đây vì tự ái mà không đi học nữa. Nhiều người đi học mà chỉ nửa vời. Nhiều người không cảm thấy sự hy sinh của mẹ. Đó cũng là cái lỗi trong cuộc đời cần phải khắc phục.